Thôn Vệ Tinh không tập 238 và tập 239 là phong đấu với ti sàng, cấp giới chủ. Thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. La Phong Điện Hạ Tự phiên kỳ sốt ruột truyền âm Thiên tài tuyệt thế của tộc quần kim giác chúng ta phổ biến đều yếu hơn thiên tài tuyệt thế nhân loại. Nhưng tộc quần kim giác dù sao cũng có tới 10 vạn bộ lạc. Số lượng cấp vực chủ ít nhất cũng vượt xa một quốc gia vũ trụ. Hơn nữa bên trong tộc thì thiên tài đứng đầu nhất thậm chí còn được các nguyên lão chỉ điểm trình độ chắc chắn sẽ không thấp." La Phong thầm gật đầu. "Đúng rồi, vì thời khắc nào cũng cảm giác được uy hiếp, Tô Quân Kim giác e rằng, còn trọng thị việc bồi dưỡng thiên tài hơn đến cả Nguyên lão cấp vũ trụ tôn giả, cũng chỉ điểm cho thiên tài. Hiện nay các thiên tài cấp vực chủ xếp hạng top 10 thì có huynh đệ họ Ti, tự phiên kỳ truyền âm nói. Trong top 10, chín người khác đại khái đều là cảm ngộ quy luật thông thiên kiều tầng 9, còn huynh trưởng trong huynh đệ họ Ti là người mạnh nhất, tên là Ti Cầu là người duy nhất có thực lực thông thiên kiểu tầng 10. Xem kìa, trong mấy ngàn thanh niên lúc trước muốn khiêu chiến ngươi, cơ hồ đều có chút thực lực cả, như tên già ai, đã thuộc loại thiên tài cấp vực chủ xếp hạng top 10. La Phong chớp mắt, nhìn đám thanh niên kim giác tộc tụ tập, không khỏi xấu hổ. Mình vốn còn chưa xem đối phương vào mắt, nhưng lại quên mất, họ là một thiên tài của tộc quần, cho dù kém hơn nhân loại, cũng sẽ không kém quá nhiều. Thiên tài cấp vực chủ nhân loại xếp top 10 nhất định phải là thành viên nguyên thủy bí cảnh. 9 người vượt qua thông thiên kiểu tầng 10, còn một người vượt qua thông thiên kiểu tầng thứ 11. Tầng 10 khác tầng 9 về bản chất. Mỗi 3 tầng một đại cấp bậc, 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 9. Cấp vực chủ thái sơ bí cảnh có rất nhiều thiên tài bị kẻ ở mức thông thiên kiểu tầng thứ 9, muốn bước vào tầng 10 là vô cùng khó khăn. Là phòng thẩm kinh hãi, không ngờ cấp vực chủ của tộc quần Kim Giác lại có một người bước vào thông thiên kiểu tầng 10. Xem ra, hắn gần như thực lực của thành viên nguyên thủy bí cảnh nhân loại rồi người có tên ti cầu đó là người duy nhất có thể sánh ngang thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ nhân loại may mà ta không phải đối chiến với ti cầu chỉ đấu với ti sàng xếp hạng top 10, la phong thẩm than với bây giờ ta thực lực đối chiến với ti cầu cơ hồ không chút cơ hội thắng lợi nào cả cho dù đối chiến với ti sàng cũng rất nguy hiểm nghe ti sàng có thực lực vượt qua thông thiên kiểu tầng thứ 9, la phong cũng hiểu lần này phiền to rồi thiên tài nhân loại la phong không sợ đó chứ thanh niên da đen biêu hãn ti sàng gầm khẽ đôi mắt như đèn, nhìn chằm chằm vào La Phong. Ha ha, đã ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ xuất chiến, thời gian địa điểm do ngươi chọn. La Phong nói. Hay lắm. Ti sàng mừng rỡ, hét to. Chúng ta lập tức xuất phát, thời gian đối chiến là hôm nay, địa điểm là đấu võ trưởng ngoài thành. Có thể. La Phong gật đầu. Đối thoại vô cùng đơn giản, một trận đối chiến giữa thiên tài hai tộc nhân loại và tộc quần kim giác đã được định. Đối thoại đơn giản này nhất thời làm mấy ngàn người tụ tập cạnh đó, thậm chí còn cả đám thủ vệ thần cung đều hoan hô kích động, nhất thời tiếng hoan hô, tiếng gào thét vang vọng khắp khu sơn giã. Ti sàng, ti sàng, ti sàng. Nhất thời, những thiên tài đều bị kim giác tộc kích động vô cùng, cơ hồ mỗi người đều hô to tên ti sàng. Đúng rồi, với tư cách là thiên tài cấp vực chủ xếp hạng top 10, ti sàng đích xác có tư cách đại diện cho kim giác tộc họ đối chiến với thiên tài nhân loại. Mọi người yên tâm thanh niên ti sàng quay đầu nhìn mấy ngàn tộc nhân lập tức cao giọng giống lên ta ti sàng nhất định sẽ giúp kim giác tộc đạt được trận thắng lợi này nhất định sẽ như vậy thắng lợi thắng lợi thắng lợi mấy ngàn thanh niên kích động gầm lên la phong thì chỉ lặng lẽ nhìn cảnh này trong lòng cũng thầm nói thắng lợi đúng rồi trận này ta không có đường lui phải thắng lợi trận này không phải đại biểu cho mình mà là quang vinh của nhân loại một khi mình thua trận vậy kim giác tộc sẽ có vô số nam truyền tụng cái tên ti sàng họ sẽ luôn nhớ có một thiên tài ti sàng đã đánh bại một thiên tài nhân loại tên là la phong kim giác tộc càng trọng thị việc này thì thể diện cũng càng lớn chỉ có một biện pháp duy nhất đánh bại ti sàng chiến thắng nhân loại la phong thanh niên ti sàng hăng hái kích động vô cùng đấu võ trường ở ngoài thành chúng ta xuất phát đi vậy đi thôi la phong gật đầu vèo 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 đám người la phong và ti sàng cùng với một vài những thiên tài khác kim giác tộc ai nấy đều bay về phía đấu võ trường đồng thời có không ít những thiên tài lập tức nối vào mạng vũ trụ giả định thông qua mạng vũ trụ giả định đưa tin tức này nhanh chóng truyền tống cho các bằng hữu họ nói cho họ biết một thiên tài nhân loại và thiên tài tộc ta ti sàng sắp tiến hành đối chiến ở đấu võ trường kim giác tộc phụ thuộc nhân loại vì vậy cũng có được tư cách sử dụng mạng vũ trụ giả định nhưng họ tối đa được ở trong một vị diện không gian phần lớn chỉ có thể liên lạc với người trong tộc rất nhiều quyền hạn đều bị hạn chế tỉ như không cơ hội sử dụng sát lục tràng nhưng việc cơ bản nhất như gọi điện thoại thì vẫn được tin tức như chớp giật nhanh chóng chuyển ra khắp thánh thành thiên tài nhân loại la phong và thiên tài tộc ta ti sảng sắp đối chiến ở đấu võ trường ngoài thành lập tức tiến hành đúng đúng là thiên tài nhân loại người không nghe lầm đâu là nhân loại tin tức điên cuồng truyền bá những người dù bận rộn ở thánh thành ai nấy đều bỏ việc trong tay ai nấy cuồng nhiệt nhanh chóng bay về phía ngoài thành nếu từ trên cao nhìn xuống có thể phát hiện ra cả thánh thành đã xuất hiện một cơn lũ người giống như thủy triều toàn bộ lao về một phương hướng rất dũng mãnh đấu võ trường ngoài thành cảm giác vinh dự mãnh liệt của tộc quần không cam lòng là một tộc quần phụ thuộc của nhân loại vô số năm đối mặt với nhân loại tự nhiên có cảm giác tự ti làm dân cư sống ở trung tâm lạp tư áo thế giới thánh thành bình thường đều là một đám cư dân kiêu ngạo nhất, lúc này cũng vô cùng cuồng nhiệt. Họ khát vọng thắng lợi, khát vọng việc thiên tài trong tộc của đánh bại thiên tài nhân loại. Đấu võ trường ngoài thánh thành chiếm diện tích cực lớn, có địa vị đặc thù ở cả thánh thành. Kỳ thật năm đó, trước khi tộc quần tộc quần kim giác di truyền, cũng không có truyền thống đấu võ trường, chỉ là sao lại người đứng đầu tộc quần Hilada mất tích, nên tộc quần kim giác đứng trước nguy cơ không gì sánh được, mới bày ra đủ loại quy định, tỉ như cấm những thiên tài chiến đấu sinh tử với nhau nhưng lại sợ những thiên tài này không có ý chí chiến đấu tâm huyết, cho nên mới đưa ra đấu võ trường. Thánh thành cấm chiến đấu. Chỉ có đấu võ trường mới có thể tiến hành chiến đấu, xây dựng đấu võ trường cũng bắt trước vũ trường cựu phủ nhân loại. Chủ nhân, thính phòng đấu võ trường chúng ta chỉ có một ức ghế, bình thường các loại đấu vũ chiến, ghế như vậy cũng là quá nhiều rồi. Nhưng hôm nay, ghế của chúng ta không thể đủ được. Một thiếu niên da màu xám chỉ vào xa xa. Một nam tử hình thể cao lớn da kim sắc cũng nhìn ra phía trước xa xa trong thiên không đông nghịt một khoảng tộc nhân kim giác tộc quần đang đông nghịt bay tới với đơn vị ức thánh thành là thánh địa trung tâm của tộc quần kim giác cư dân nơi này cỡ chừng vài chục ức có thể trở thành cư dân rất nhiều người đều là người tu luyện hoặc người khổ tu bình thường rất ít những cuộc chiến đấu hấp dẫn họ nhưng hôm nay đại khái trên một nửa người cả thánh thành nhanh chóng chạy đến một nửa người tuyệt đối trên mười ức ghế nam tử gia kim sắc vội gầm khẽ Chuyển lệnh nhanh chóng dẹp tất cả các ghế dựa theo quy cách lễ mừng trong tộc dạ thiếu niên da màu xám nói ngay đấu võ trường khổng lồ ngoài thánh thành đang tiến hành thay đổi như chớp vốn một vài chỗ trang sức chỗ ngồi cao cấp vân vân toàn bộ bị tháo rời thậm chí đến cả những phòng cao cấp những tầng cao xa xỉ để ngắm cảnh cũng toàn bộ tiến hành tháo rời cải tạo cả đấu võ trường bị thay đổi tất cả tận lực để dung nạp số người xem nhiều người thật la phong đang ngồi trong phòng nghỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trên không trung ngoại giới đông nghịt người không ngừng bay tới. Loại trạng huống này đã duy trì trên 10 phút rồi. Phòng trường đều tới để quan chiến. Địch Luân cũng nhìn ra phía trước. Quả là làm cho người ta phải thán phục. Ở thế giới nhân loại chúng ta cũng không thể đưa ra một địa bàn to như vậy để người ta tới tụ tập quan chiến. Một vài đối chiến siêu đại, quy mô bình thường cũng đều tiến hành trong mạng vũ trụ giả định. Như vậy dễ dàng mà cũng sẽ không hỗn loạn. Mạng vũ trụ giả định và sự thật vẫn khác nhau. La Phong lắc đầu, Điện hạ. Địch Luân nhìn La Phong. Ưm. La Phong quay đầu nhìn. Tin chắc chứ? Địch Luân nhìn La Phong. Không nắm chắc, nhưng trận này ta chỉ có thể thắng. La Phong đôi mắt sắc bén. Thời gian trôi qua cỡ hơn 3 giờ. La Phong điện hạ, có thể tiến vào trong đấu võ trường rồi. Ngoài cửa có tự viên kỳ trưởng lão đang đi vào. La Phong đứng bật dậy. Cẩn thận một chút. Tự viên kỳ trưởng lão nói ngay, chiến đấu võ trường chỉ một lần sơ sót sẽ một phương ngã xuống đó ưm la phong gật đầu hắn đương nhiên hiểu điểm này đây là đối chiến trong đời thật tuyệt nhiên không phải đối chiến ở mạng vũ trụ giả định loại sinh tử đối chiến này đặc biệt quan hệ đến quang vinh hai tộc quần căn bản không nương tay được mỗi người đều là phải liều đem hết toàn lực hơn nữa chiến đấu nhanh như thiểm điện một khi sơ sẩy có thể có kết cục mất mạng la phong đi ra khỏi phòng nghỉ địch luôn đi theo sau cùng nhân viên đấu võ trường đi theo một cái hành lang cuối cùng đi thẳng đến đài cao của đấu võ trường rộng lớn ầm ầm sóng tiếng hoan hô đáng sợ như chấn vỡ cả đối chiến đài la phong nhìn quanh bốn phía chỉ thấy ở vùng quan chiến bên ngoài đối chiến đài đứng đầy những bóng người dày đặc còn có tầng thứ hai quan khán đài nữa cùng với đỉnh tầng cao nhất quan khán đài toàn bộ dày đặc bóng người còn có nhiều người đứng lơ lửng trên không trung xa xa ti sàng ti sàng chiến thắng thất bại người tự sát đi Ngươi phải thắng. Nhất định phải thắng. Thắng lợi. Thắng lợi. Các loại thanh âm làm cả không gian xung quanh giống như sôi trào, trên 10 ước tộc nhân kim giác tộc gầm lên, làm La Phong không khỏi nín thở. La Phong nhìn về phía đối diện, trên đài đối chiến đang đứng một thanh niên da đen biêu hãn, mặc chiến khải màu xanh, ti sàng. Lúc này, ấn ký kim sắc trên trán ti sàng thoáng xoay vòng nhiều tia máu, hắn đã lâm vào một loại trình độ vô cùng điên cuồng, cảm giác vinh dự mãnh liệt tộc quần quyết đấu của các thế hệ tộc quần và thiên tài nhân loại trên mười ước chú ý tộc nhân gầm lên hoàn toàn làm ty sàng lâm vào trạng thái điên cuồng hắn phải thắng chết cũng phải thắng bên trong hành lang đi tới đối chiến đài đang đứng hộ vệ bất hủ địch luân tự phiên kỳ trưởng lão đợt lát nữa khi chiến đấu bắt đầu tự phiên kỳ trưởng lão địch luân nhìn về phía tự phiên kỳ trưởng lão bên cạnh bất luận làm sao người phải cam đoan với ta là điện hạ không bị nguy hiểm tính mạng ta biết tự phiên kỳ trưởng lão ông trầm nói ta sẽ cẩn thận đề phòng một khi có thể phán định thắng bại ta sẽ lập tức bỏ giờ cuộc chiến đấu cam đoan la phong điện hạ sẽ an toàn ưm uhm. địch luân vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía đài đối chiến thấy vẻ mặt la phong rất bình tĩnh sư tổ bảo ta bảo vệ ngươi tuyệt đối không để cho sơ xuất tuyệt đối như vậy địch luân thầm nhủ cuộc chiến này chỉ cần bốn phía đấu võ trường khổng lồ ba tầng giày đặc những bóng người đang đứng còn có xa xa trên không trung cũng lơ lửng những bóng người đang đứng cộng lại những tộc nhân kim giác cũng trên 10 ước chỉ cần thần linh bất hủ cũng có quá ngàn người cũng khá nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương bất luận làm sao cuối cùng cũng phải cam đoan tính mạng của ti sàng và thiên tài nhân loại không thể vì việc này mà trở mặt với nhân loại mọi người phải hết sức những thần linh bất hủ đó cơ hồ ai cũng nghĩ như thế nhưng không có một thần linh bất hủ nào ở đây dám nói mười phần nắm chắc vì la phong ti sàng đều là tinh thần niệm sư chiến đấu vào thời khắc phán định thắng bại tự nhiên là dùng binh khí niệm lực trực tiếp đâm thủng thân thể đến khi đâm thủng thân thể mới có thể phán định thắng bại còn lúc này rất có thể đã mất mạng rồi đương nhiên la phong cũng là một thiên tài trong nhân loại loại đối chiến công khai này nếu ngã xuống nhân loại mặc dù sẽ bất mãn nhưng quan hệ giữa hai tộc quần chỉ vì một thiên tài nho nhỏ cũng chỉ như con kiến căn bản không làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa phụ thuộc phụ thuộc được im lặng một thanh âm vang vọng trong thiên địa. Trên 10 ước tộc nhân rất nhanh đã không ngừng giảm thanh âm, cho đến lúc hoàn toàn yên lặng, nhưng họ cơ hồ mỗi người đều cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào đài đối chiến trên đấu võ trường. Cuộc chiến này Một phương là thiên tài kim giác tộc chúng ta, Ti Sàng, bên kia là thiên tài nhân loại La Phong. Thanh âm như tiếng sấm vang vọng trong thiên địa. Quy tắc chiến đấu rất đơn giản, một phương chịu thua hoặc là bị đánh bại, sẽ chấm dứt. Bây giờ, đối chiến giữa ti sảng tộc ta với nhân loại la phong bắt đầu thanh âm vang vọng trên 10 ước tộc nhân kim giác tộc dán mắt vào đối chiến đài ai nấy đều nín thở còn trên đài đối chiến la phong mặc chiến khải màu bạc và thanh niên ti sàng chiến khải màu xanh đối diện nhau xa xa kim giác tộc ti sàng thanh niên ti sàng cao giọng hô nhân loại la phong la phong hướng mắt nhìn đối phương vù vù hai người la phong ti sàng cách xa nhau hơn 10 km đồng thời từ từ bốc lên không lơ lửng giữa không trung trên lưng họ đều xuất hiện trường côn màu vàng sậm dưới chân có binh khí niệm lực phi hành người cũng dùng diễn thần binh ti sảng nhếch miệng nhìn chằm chằm vào la phong hy vĩ đại của kim giác tộc ta mới là người sáng tạo diễn thần binh vậy xem ai mạnh hơn thôi la phong lạnh lùng nói hay lắm đôi mắt ti sảng lóe ra hào quang ầm trường côn màu vàng sậm sau lưng bắn ra vô số kim quang đôi mắt la phong như điện nhìn chằm chằm vào đối thủ trường côn màu vàng sậm sau lưng đồng thời ầm một tiếng cũng bắn ra ngàn vạn kim quang nhất thời vô số bóng kiếm trôi nổi sợi tơ quy luật kim sắc sâu chuỗi nối với bản nguyên vũ trụ quy luật không gian kim niệm lực kết hợp lực quy luật trong nháy mắt ngưng tụ thành một phương thế giới thế giới kiếm thiên tài nhân loại cũng dùng diễn thần binh đều là diễn thần binh tầng thứ sáu thế giới kiếm ti sàng tự hồ hình thành thế giới kiếm lớn hơn nữa trên mười ước người kim giác tộc thấp giọng thảo luận kích động quan khán âm um. âm um. hai thế giới kiếm vừa mới một ngưng kết lập tức va chạm vào nhau thế giới va chạm đất dùng núi chuyển vô số kiếm khí tan vỡ thế giới kiếm do la phong khống chế đã sinh ra vết nứt dường như muốn vỡ vụn phá đi thiên tài nhân loại sắp thua ti sản sắp thắng mọi người kim giác tộc hưng phấn vạn phần không hổ là kim giác tộc thiên tài được tự phiên kỳ trưởng lão nhận định có thực lực vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 9, thế giới kiếm rõ ràng mạnh hơn ta nhiều. La Phong gầm khẽ một tiếng, nhất thời niệm lực khống chế trong nháy mắt phóng thích đến cực hạn, siêu chân phúc niệm lực 3200 lần toàn bộ phóng thích, làm thế giới kiếm khí vốn lung lay sắp đổ trong nháy mắt trở nên ổn định, trở nên chân thật hơn nữa. Ầm, um, ầm. Um. Hai thế giới kiếm khí lần lượt va chạm, không gian rung động dữ dội. Hả, hắn cũng tu luyện tới thế giới tới trình độ hoàn mỹ rồi thanh niên ti sảng hơi biến sắc thế giới kiếm tầng thứ sáu chia làm ba cấp độ theo cảm ngộ càng ngày càng cao đầu tiên tính ổn định của thế giới kiếm sẽ càng ngày càng mạnh cuối cùng đạt tới một cực hạn bình thường cần đạt tới cảm ngộ quy luật thông thiên kiều tầng thứ chín mới có thể đạt tới trạng thái ổn định nhất thế giới kiếm la phong cho dù trải qua 50 năm tiềm tu phương diện cảm ngộ quy luật cũng đại khái ở mức thông thiên kiều tầng thứ bảy đỉnh cao thế nhưng siêu chấn phúc niệm lực ba nghìn lần cũng giúp cho phương diện niệm lực của La Phong tăng vọt hơn cực hạn bình thường 32 lần, làm La Phong khống chế thế giới kiếm, thoáng cái đã đạt tới mức thông thiên kiểu tầng thứ 9 mới có thể đạt tới, kiểu như người khác chỉ có một người, ta có tới 32 người để ổn định thế giới, cho dù cảm ngộ quy luật thấp một chút, vẫn có thể đạt tới mức cao phi thường. Thiên tài nhân loại Nếu không làm được bước này, mới kỳ quái, thanh niên ti sàng thầm nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt tóe ra tình mang trước đó chưa từng có vậy xem ai mạnh hơn đi. Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất. Thế giới kiếm Ngưng Thanh niên ti sàng nghiến răng Vốn hai thế giới kiếm va chạm với nhau, nhưng đột nhiên thanh niên ti sàng khống chế một phương thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại không ngừng. Đồng dạng, mật độ kiếm khí cũng càng ngày càng cao, cuối cùng biến thành hai thanh cự kiếm thủy tinh đường kính đại khái vẻn vẹn chỉ cỡ 10 thước, bao kín ti sảng bao dung trong đó cự kiếm dài cỡ mười thước hoàn toàn dung nạp thế giới kiếm khí vào trong năng lượng không hề lãng phí chút nào vô cùng ngưng tụ đây chính là trạng thái thế giới kiếm tầng thứ ba ngưng la phong cũng quát khẽ một tiếng phát huy cực hạn siêu chấn phúc niệm lực ba nghìn hai trăm lần nhất thời làm thế giới kiếm đường kính khổng lồ mênh mông cuồn cuộn liên miên trên mười km nhanh chóng thu nhỏ lại trong nháy mắt đã ngưng tụ ra cự kiếm thủy tinh dài ước chừng trên mười thước cả người đều đứng giữa cự kiếm thủy tinh này người thua rồi ti sảng gầm khẽ một tiếng đến đây đi la phong trong mắt chỉ có đối thủ vù vù hai người đều đứng bên trong cự kiếm thủy tinh khống chế thủy tinh cự kiếm của mình giữa không trung chỉ lưu lại một luồng cầu vồng kim sắc nhàn nhạt, nhạt trong nháy mắt đã giao kích ti sảng khống chế cự kiếm thủy tinh nhanh như thiểm điện quỷ dị vô cùng Hùng hãn vô cùng. La Phong khống chế cự kiếm thủy tinh, giống như hòa cùng thiên địa, sắc bén vô cùng, điên cuồng vô cùng. Hoàn toàn là hai loại phong cách. Âm, 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 âm. Hai thanh cự kiếm thủy tinh hoàn toàn bao dung thế giới kiếm, nhanh đáng sợ, lần lượt giao nhau, giống như hai tuyệt thế kiếm thủ công kích nhau. Rắc. La Phong mạnh ngừng đầu, phát hiện ra cự kiếm thủy tinh do mình khống chế đã có vết nứt, rồi từ từ xé rách không khỏi cảm thấy cả kinh. Và chạm như vậy, thế giới kiếm của mình ngưng tụ thành một khối thủy tinh hóa thành cự kiếm đã không chịu nổi, muốn tan vỡ rồi. Sắp thắng rồi. Cự kiếm thế giới kiếm của thiên tài nhân loại sắp tan vỡ rồi. Ha ha, thắng rồi. Ti sàng còn chưa xuất ra tuyệt kỹ mạnh nhất, hắn đã luyện thành chiêu đặc thù của cự kiếm thế giới kiếm, chấn không kiếm thuật. Một khi thi triển ra, thiên tài nhân loại khẳng định thua còn thảm hơn. Hư, con nói, kim giác tộc chúng ta mới là nguồn cội của diễn thần binh các loại bí thuật thi triển diễn thần binh hàng hà xa số thiên tài nhân loại sử dụng diễn thần binh thua là cái chắc cứng không thể lâu đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu sao ti sàng gầm khẽ rõ là làm ta thất vọng thiên tài nhân loại lại chỉ có chút thực lực như vậy thôi ta đến giờ cũng mới xuất ra bảy thành thực lực xem chiêu mạnh nhất của ta chấn không kiếm thuật đi gừ cự kiếm thủy tinh do ti sảng khống chế cũng thoáng khai thông với thiên địa hơn nữa tốc độ nhanh hơn nữa, lơ lửng không chừng hơn nữa, trong nháy mắt đã lao về phía La Phong. Phương pháp khống chế tinh diệu thật. La Phong chấn động. Hắn vẻn vẹn chỉ tìm được diễn thần binh, cũng chỉ biết một vài phương pháp khống chế cơ bản nhất, còn mỗi một lớp rốt cuộc phát huy như thế nào để đạt uy lực mạnh nhất thì toàn bằng vào cảm ngộ của mình. Nhưng ở kim giác tộc, 9 tầng diễn thần binh, mỗi một lớp đều có các loại bí thuật đối ứng. Bí thuật đều là do các thế hệ thiên tài kim giác tộc sáng chế, cần cảm ngộ quy luật nhất định, mới có thể thi triển. Một người sáng chế phương pháp chiến đấu, sao bằng vô số các thế hệ thiên tài kim giác tộc tích lũy bí thuật. Âm. Um, cự kiếm thủy tinh thế giới, kiếm do ti sàng khống chế đã sinh ra một ảo ảnh sương mù, không gian vũ trụ chung quanh cũng hoàn toàn bị dung nhập vào một kiếm một cách quỷ dị, oai một kiếm này quả thực mạnh đáng sợ. Bí pháp thiên phú, cường hóa, La Phong trong mắt lóe lên lệ mang. Thể nội thế giới, Còn kim giác cự thú khổng lồ ngẩng đầu gầm lớn trên trán kim giác phát ra kim quang chói mắt lan ra toàn thân bí pháp thiên phú trong nháy mắt khởi động cường độ ý thức trong nháy mắt một lần nữa tăng vọt gấp đôi huyết vũ giả huyết lạc lực khu động la phong rơi vào trạng thái điên cuồng đối mặt với một kiếm mang tính áp đảo của diễn thần binh đối phương la phong trong nháy mắt đã thi triển bí pháp thiên phú cường hóa cùng với huyết lạc lực mà bản tôn người địa cầu có xung hợp ba viên huyết lạc tinh làm độ phù hợp quy luật của bản tôn người địa cầu đã tăng gấp đôi dẫn đến uy lực công kích của quy luật ẩn chứa trong cự kiếm thủy tinh tăng vọt thiên phú cường hóa ý thức tăng vọt khống chế cự kiếm thủy tinh uy lực tăng vọt liên tục hai lần tăng vọt cự kiếm thủy tinh do la phong khống chế khai thông thiên địa không gian vũ trụ uy lực còn đáng sợ hơn tốc độ nhanh hơn nữa bá đạo điên cuồng hơn kim trí xương trí cương sắc bén vô cùng phá cho ta la phong đôi mắt vằn đỏ chấn không kiếm thuật Ti Sàng cũng cưỡi cự kiếm thủy tinh xuyên qua khoảng cách vài km, trong nháy mắt đã tới phía trước La Phong. ầm ầm, như hai đầu tàu cùng lúc va vào nhau, như hỏa tinh va vào địa cầu. Cự kiếm thủy tinh do Ti Sàng khống chế nổ tung vỡ vụn, lập tức một tiếng ầm ầm vang lên. Thế giới kiếm ngưng tụ vô cùng đã nổ tung, vô số tiểu kiếm kim sắc bay tán loạn chung quanh. Còn cự kiếm thủy tinh do La Phong khống chế còn bá đạo hơn, điên cuồng, chấn vỡ nát cự kiếm thủy tinh của đối phương đồng thời cũng cắm luôn vào người ti sàng. Bành! Ti sàng cả người bay thẳng ra sau vài chục km, đánh mạnh vào trên vách tường đấu võ trường, sau đó rơi xuống đất. Hả? La Phong cưỡi cự kiếm thủy tinh gần như trong suốt, hướng mắt nhìn theo ti sàng. Cuối cùng khi đánh vào người ti sàng, rõ ràng cảm giác được một luồng cường lực đạo dẻo dai ngăn trở. Ti sàng nhìn như bay ra rất xa, nhưng trên thực tế, lực công kích chí mạng chính thức sớm đã bị đánh tan trên chín phần. Nếu không ti sàng đã bị chấn nát thành bùn rồi thời khắc cuối cùng hẳn là có một thần linh bất hủ âm thầm cứu ti sàng la phong thầm nghĩ cũng tốt chủ yếu vừa rồi thi triển một kích mạnh nhất mình căn bản không kịp thu tay lại một khoảng im lặng khi la phong cưỡi cự kiếm thủy tinh bay lên không trung đấu võ trường trên 10 úc tộc nhân kim giác tộc đều lặng ngắt như tờ họ thua trận đối chiến này ngay từ đầu ti sàng của kim giác tộc đã chỉ hiển lộ ra sự áp đảo thậm chí trước khi chiến đấu chấm dứt một khắc Ti Sàng còn tự tin 10 phần thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, bằng vào thế giới, kiếm cự kiếm thủy tinh để thi triển chấn không kiếm thuật, muốn đánh bại La Phong một cách đơn giản. Nhưng thế cục đột nhiên nghịch chuyển. Thiên tài nhân loại đột nhiên bộc phát, ưu thế áp đảo đánh bại Ti Sàng. Sao lại như thế? Sao lại thua như vậy, vừa mới đây? Vô số người kim giác tộc cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy. Còn thanh âm người chủ trì trận đối chiến này vang lên lồng lộng. Cuộc chiến này, thiên tài nhân loại La Phong đã chiến thắng. Nghe tới kết quả cuối cùng, La Phong không muốn nhìn ti sàng trọng thương đang loạn trọng đứng lên, mà nhanh chóng bay vào hành lang. Chúc mừng Điện Hạ! Địch Luân cười nói. La Phong Điện Hạ, thực lực đích xác phi phàm, tiến vào cấp vực chủ bậc chín thời gian ngắn như vậy, lại có thể đánh bại thiên tài tộc ta ti sàng. Tự phiên kỳ trưởng lão chúc mừng, nhưng từ ngữ khí cũng có thể cảm giác ra tự phiên kỳ trưởng lão cũng không vui vẻ bao nhiêu. Chúng ta mau mau đi thôi tài la phong vẫn nghe rõ ràng tiếng ồn ào của mấy ức kim giác tộc nhân trong đấu võ trường tiếng thảo luận tiếng la hét thậm chí còn có các loại tiếng khiêu chiến rất nhiều thanh niên kim giác tộc đều đang gào thét nhân loại la phong ta muốn khiêu chiến với ngươi nhân loại la phong nhận khiêu chiến của ta nhận khiêu chiến ba tư ngõa đi tiếng khiêu chiến tiếng mắng chửi phẫn nộ các loại âm thanh hỗn hợp tạo thành tiếng gầm như xé cả thiên không lập tức đi ngay địch luôn gật đầu lia lịa quá nóng là phong lắc đầu cười nói dân chúng bình thường trong tộc quần rất muốn có một trận thắng thất bại của ti sàng đích xác đã khiến cho rất nhiều tộc nhân vẫn nộ không cam lòng tự phiên kỳ trưởng lão lắc đầu cảm thán nhưng họ đều là dân chúng bình thường tầm nhìn hẹp hòi căn bản không thấy rõ khác nhau lớn nhất giữa kim giác tộc chúng ta và nhân loại chỉ cần thiên tài đối chiến đạt được thắng lợi thì kỳ thật cũng chẳng có tác dụng gì với cả tộc quần nhưng nó làm cho tộc quần đoàn kết hơn biết rõ việc này rất vô vị nhưng vẫn phải ủng hộ việc này. La Phong gật gật đầu. "La Phong điện hạ, chúng ta đi cổng sau." Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói. "Ưm, ừ. La Phong, Tự Phiên Kỳ trưởng lão, tạp thập na, địch luân, năm giới chủ hộ vệ lặng lẽ theo một thông đạo ly khai đấu võ trường, nhưng vừa mới đi ra khỏi đấu võ trường đã bị một đám thanh niên ngăn trở. "Nhân loại La Phong, xin nhận khiêu chiến của ta." "Thiên tài nhân loại, ta sắc nặc chính thức phát ra khiêu chiến với ngươi." đám thanh niên kim giác tộc ai nấy kích động vô cùng. Mau mau đi thôi. La Phong nhíu mày. Ừ, địch luôn gật đầu. Yên tâm đi, không có việc gì cả đâu. Tự phiên kỳ trưởng lão bằng vào bất hủ lực, áp chế thẳng đám thanh niên trong tộc đang gây rối. Vèo. Đám người La Phong nhanh chóng xé gió lướt đi, bay về phía Thánh Thành. Thánh Thành rộng lớn vô cùng, bên trong Thánh Thành có một tòa thành trong thành Thánh Địa. Thánh Địa là nơi thần thánh trói mắt nhất cả lạp tư áo thế giới nơi đó có một vài chỗ ở tiềm tu chuyên môn cung cấp cho một vài cường giả kim giác tộc còn có hai tòa nhà hình tháp một tòa tên là bí điển tháp và còn lại là thánh bi tháp nói về tầm quan trọng thì tự nhiên thánh bi tháp quan trọng hơn một bậc xem kìa tự phiên kỳ trưởng lão từ xa chỉ vào một tòa nhà hình tháp màu trắng cao trên trăm km đó là nơi trong bí điển tháp có đủ loại bí điển của các thế hệ cường giả kim giác tộc ta gọi là sách học thử sách thử la phong giật mình đúng tự phiên kỳ trưởng lão gật đầu trong tộc có vô số bí điển để giúp cho đời sau lựa chọn bí pháp tốt hơn nữa họ tách mỗi một loại bí điển đưa ra một quyển sách học thử bên trong sách học thử chỉ có nội dung đầu tiên của bí pháp nhất sách học thử thuần túy là dùng cho người quan khán tìm hiểu bản bí điển này rốt cuộc là tu luyện như thế nào tuyệt không có chi tiết phương pháp tu luyện như thế nào là phong khẽ gật đầu chỉ có xác định ra mình lựa chọn quyển nào sau đó xin phép mới có thể được ban cho bí điển chính thức Tự phiên kỳ trưởng lão cười nói. Dù sao kim giác tộc ta vô số năm qua cũng tích lũy vô số bí điển, giá trị vô cùng vô tận. Nếu tất cả các bản bí điển đều để ở đó, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị rất nhiều các tộc quần cường đại cấp đoạt. Còn bây giờ vèn vẹn chỉ là sách học thử, không có một phương pháp tu luyện nào cả, như vậy rất an toàn. La Phong bây giờ mới hiểu được nguyên nhân. Thánh bi tháp, không nghi ngờ gì, chính là nơi đặt thánh bia. Tự phiên kỳ trưởng lão chỉ vào một tòa tháp cao kim sắc là phong điện hạ ngươi có cơ hội một mình tìm hiểu thánh bia một tháng đến lúc đó cứ đi vào trong thánh bi tháp ngươi xem cả thánh địa chính là thành trong thành tự phiên kỳ trưởng lão chỉ chung quanh chung quanh có những tòa nhà ở cổ kính u tĩnh cũng không có trang hoàng hoa lệ gì cả tất cả có vẻ rất cổ xưa mộc mạc liếc mắt nhìn qua vô số nơi ở đều tản ra một loại ý vị rất cổ xưa đặc thù trên đường tùy thời có thể nhìn thấy một vài người tu luyện kim giác tộc lui tới ai nấy nếu đam chiêu cả thánh địa thánh bia không có chỗ nào dùng cơm hưởng lạc đây là một loại không khí tu luyện muốn có một căn nhà ở thánh địa để an tâm tiềm tu hoặc là cường giả chính thức được được vô số tộc nhân tôn kính hoặc là một thiên tài tuyệt thế làm vô số tộc nhân tán thường hoặc là nhân vật mà nguyên lão trọng thị tự phiên kỳ trưởng lão cảm thán tiềm tu bên trong thánh địa đều là hy vọng tương lai của kim giác tộc ta điện hạ kim giác tộc chúng ta cũng đã chuẩn bị một chỗ trú cho ngài Tự phiên kỳ trưởng lão cười nói. Xin theo ta. Một khắc sau. Một căn nhà tu luyện chiếm diện tích đại khái mười mẫu, trông rất cổ kính, đã xuất hiện trong tầm nhìn. Đám người la phong đứng phía trước căn nhà, tự phiên kỳ chỉ vào chỗ ở này. Đây xem như là nơi tu luyện rất lớn trong thánh địa, điện hạ có thể an bài các hộ vệ ở trong này. Đợi sau khi đi thánh bi tháp tìm hiểu một tháng xong, có thể ở tại nơi này hấp thu một vài ảo rượu trong thánh bia. La phong điện hạ. Ngoài căn nhà tu luyện, có một kim giác tộc nhân mặc chiến khải màu đen cung kính hành lễ. Tòa nhà này, từ hôm nay trở đi là chỗ ở của Điện Hạ, Điện Hạ muốn ở bao lâu cũng có thể được. La Phong mỉm cười gật đầu. Năm người các ngươi nghỉ ngơi đi. La Phong phân phó cho năm đại giới chủ hộ vệ. Dạ, Điện Hạ. Năm người cung kính hành lễ. Địch Luân, theo ta tới Thánh Bi Tháp nhìn xem. La Phong cười nói. Dẫn Địch Luân, từ phiên kỳ trưởng lão, tạp thập na lướt qua khoảng cách mấy trăm km, đi tới thánh bi tháp sừng sững nguyên nga sáng chói la phong ngẩng đầu nhìn thánh bi tháp toàn thân kim sắc cao hơn trăm km nhân loại la phong một thanh âm trầm thấp vang lên lên trong thức hải la phong ta là thủ hộ giả thánh bi tháp người có cơ hội một mình tìm hiểu thánh bi tháp trong vòng một tháng người muốn bây giờ bắt đầu tìm hiểu không bây giờ luôn đi la phong gật đầu được thủ hộ giả thánh bi tháp cắt ngang một vài kim giác tộc nhân đang tìm hiểu thánh bia sau đó đuổi họ ra khỏi thánh bi tháp có lẽ thời gian tìm hiểu của kim giác tộc nhân vẫn chưa dùng hết nhưng vì nhân loại những kim giác tộc nhân ấy chỉ có thể một tháng sau mới có thể tiếp tục tới tìm hiểu thiên tài nhân loại xem kìa đó là hắn ta đang tìm hiểu lại bị cắt ngang ta còn có thời gian ba ngày tìm hiểu nữa phải đợi một tháng sau mới có thể trở lại tìm hiểu ba ngày nữa rõ là ai bảo đối phương là nhân loại vài chục kim giác tộc nhân từ trong thánh bi tháp đi ra liếc mắt nhìn bọn người la phong rồi truyền âm thảo luận tới tấp với nhau nhưng họ cũng không dám gây chuyện chỉ là truyền âm thảo luận một chút rồi đều ly khai địch luân các người đều về trước đi ta đi thánh bi tháp tìm hiểu một tháng sau ra ngoài la phong nói xong đi thẳng về phía cửa vào thánh bi tháp vừa mới tiến nhập vào trong thánh bi tháp cảm thấy rét thấu xương hơi thở cũng cảm giác được nhiệt độ siêu thấp thẩm thấu vào trong cơ thể nhân loại la phong ta thủ hộ giả thánh bi tháp người có thể gọi ta là thủ hộ giả một năm tử toàn thân được bọc kín trong màu đen chiến khải hoa lệ chỉ lộ ra một đôi mắt ánh lên màu tím thông qua mũ trụ thoáng thấy già của thủ hộ giả này hiện ra màu đỏ sậm cả người ánh lên một khí tức luồng vô cùng sắc bén đáng sợ bên cạnh hắn đang có một thanh đao khổng lồ cao ước ba thước để trên mặt đất hình ảnh này tạo cho la phong một áp lực vô hình không thua chân diễn vương chút nào thủ hộ giả la phong khẽ hành lễ đi vào đi thánh bi tháp thủ hộ giả thấp giọng nói la phong gật đầu đi theo thông đạo tối tam không ngừng vào sâu bên trong chẳng mấy chốc đã tiến vào một đại sảnh vô cùng rộng lớn ngẩng đầu nhìn lên thậm chí còn có thể thấy vách đá trên đỉnh thánh bi tháp cao gần trăm km hiển nhiên cả thánh bi tháp tổng cộng cũng có một tầng trong đại sảnh rộng lớn đang để một tinh thể sừng sững tinh thể thánh bia cả bia này cao ước 300 thước rộng ước 100 thước dày đại khái 50 thước toàn thân là một loại tinh thể màu xanh lá nhạt cấu thành một luồng khí tức làm cho người ta nín thở thông qua tinh thể thánh bia tràn ngập ra đồng thời ở giữa tinh thể thánh bia lại có một lỗ thủng lỗ thủng này đường kính đại khái 30 cm sâu ước một thước là một lỗ thủng hình nón khác với 52 tấm bia hỗn độn nhân loại chúng ta đầu tiên là chất liệu không giống cảm giác cũng không giống la phong đứng trước thánh bia nhất thời thấy thánh bia bằng tinh thể cao 300 thước màu xanh lá nhạt trên thánh bia có 6 bức ác ma đồ phi thường quỷ dị một con ác ma hình người trong đồ hình đang gầm lên đồ hình ác ma gầm cả tinh thể thánh bia là một bức đồ họa còn ở giữa thánh bia lại còn có một lỗ thủng hình nón la phong thẩm nghĩ rồi hắn lập tức không còn suy nghĩ nhiều bắt đầu cẩn thận quan sát thánh bia vừa mới ngưng thần quan khán ý thức đã không tự chủ được bị hấp dẫn tiến vào đồ hình ác ma gầm ầm ầm ý thức bị đôi cánh của ác ma hình người trong đồ hình ác ma gầm hút vào như thấy vô hạn tinh không các vì sao vũ trụ đang diễn biến bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất hả la phong trong lòng vừa ngộ ra một chút thể nội thế giới bao lâu này vẫn luôn kẹt ở cấp vực chủ tựa hồ vì cơ hội này mà ảnh hưởng đột nhiên bắt đầu rung động a à, la phong cả kinh lập tức từ trạng thái cảm ngộ thánh bia thoát ly ra ngoài đồng thời lập tức hiểu ra đang phát sinh chuyện gì thể nội thế giới sắp tiến hóa rồi muốn bước vào cấp giới chủ rồi La Phong đứng trước thánh bia khổng lồ, nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn đắm chìm vào trong thể nội thế giới. Thể nội thế giới, vốn đại lục kim loại mênh mông dài rộng, đạt tới 90 vạn km, bắt đầu điên, cuồng hút lấy xương, mù kim sắc vô tận bên ngoài đại lục, cũng thôn hấp xương mù kim sắc trên bầu trời đại lục vô tận. Xương mù bao phủ cả đại lục kim loại, khác hẳn, vài lần lột xác thế giới lúc trước, lần này đại lục kim loại mênh mông thôn vệ xương mù kim sắc lại không hề mở rộng, mà là thu nhỏ lại. Xoát 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 thôn vệ càng nhiều sương mù kim sắc, bản thân đại lục kim loại càng ngày càng nhỏ, còn cả không gian thể nội thế giới lại càng lúc càng lớn. Chỉ một lát sau, cả không gian thể nội thế giới đường kính đã lớn hơn lúc trước hơn 10 lần, còn đại lục kim loại mênh mông dài rộng cả vạn km, sau khi dung nhập sương mù kim loại tích lũy vô số năm lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một dãy sơn mạch kim sắc xoay vòng thành một vực sâu vô tận. Lưỡng giới uyên, thành, ầm ầm. Lưỡng giới uyên đứng giữa không gian rộng lớn trong thể nội thế giới, trên vách đá vực sâu lưỡng giới uyên đầy hoa văn kỳ bí những vô cùng phức tạp so với những hoa văn kỳ bí lúc trước mình thấy ở huyết lạc lực trên đồ hình đầu thần thú đang gầm thì nó còn phức tạp hơn nhiều bên trong sơn mạch lưỡng giới uyên đồng thời cũng ngưng tụ vô số điểm sáng kim sắc những điểm sáng kim sắc này chính là tinh hoa của đại lục kim loại lúc trước dài rộng 90 vạn km cùng với vô số xương mù kim sắc ngưng tụ lúc này điểm sáng kim sắc dày đặc đang không ngừng xoay tròn như những tinh vân đang từ từ ngưng tụ Kim giác giới thạch, ngưng. Ý thức mạnh mẽ của La Phong khống chế hành trình này. Ầm ầm. Vô số điểm sáng kim sắc như tinh vân, trong nháy mắt ngưng tụ thành một khối, biến thành một tảng đá kim sắc hình kim tự tháp đại khái chỉ to bằng ngón tay, tảng đá kim sắc này lơ lửng bên trong sơn mạch lưỡng giới uyên, nhưng lại làm không gian xung quanh xuất hiện những rung động, những làn sóng vô hình, hoàn toàn làm cả thể nội thế giới rung động theo nó. Kim giác giới thạch, một con kim giác cự thú cả đời chỉ có thể sinh ra duy nhất một viên kim giác giới thạch do thể nội thế giới khổng lồ của kim giác cự thú chính thức cô động tinh hoa kim ra một viên kim giác giới thạch ẩn chứa thuộc tính kim không gian có thể nói nó là trí bảo chính thức là phong trong lòng cảm thán vô cùng kim giác giới thạch vốn quý nhất của kim giác cự thú vì từ cấp vực chủ đột phá tới cấp giới chủ thể nội thế giới của kim giác cự thú không còn thuần túy là năng lượng kim nữa mà là biến thành mảnh đất có sông suối núi non rất bình thường thể nội thế giới có thể cho sinh mạng sống trong đó do đó luồng năng lượng kim hung hãn tràn ngập tính công kích đã ngưng tụ thành một lưỡng giới uyên năng lượng tinh hoa trong lưỡng giới uyên chính là kim giác giới thạch khi thể nội thế giới phát sinh kịch biến thì nguyên hạch trong cơ thể bản tôn người địa cầu la phong đồng dạng cũng bắt đầu phát sinh kịch biến ầm ầm tinh thể linh hồn và tinh thể nguyên lực bị một luồng sức mạnh vô hình ảnh hưởng hòa tan thành dòng thác chất lỏng hai dòng thác bắt đầu đụng vào nhau làm cho tinh thần niệm lực và nguyên lực chính thức va chạm lần đầu tiên dung hợp dung hợp ý thức ý chí thì lực thế giới đầu tiên đã được sinh ra được thế giới vừa sinh ra lập tức làm cho la phong hơi ý thức được như có gì cộng hưởng cảm ứng được bản nguyên vũ trụ mênh mông nguyên thủy vũ trụ rộng khổng lồ vô cùng cổ xưa thai ngén ra rất nhiều sinh mạng tộc quân cường đại như vũ trụ sơ khai mặc dù là một vũ trụ ngoài nguyên thủy vũ trụ nhưng lại không bằng một phần vạn của nguyên thủy vũ trụ nguyên thủy vũ trụ đích thực chính là gốc của bản nguyên khi trong cơ thể la phong sinh ra lực thế giới nó lập tức nối với chỗ có bản nguyên vô cùng xa xôi A, à, đây là chỗ bản nguyên vũ trụ. La Phong vừa đưa ý thức vào lực thế giới cộng hưởng, trong nháy mắt đã tiến vào tới nơi bản nguyên vũ trụ. Đó là một khoảng đại địa vô cùng rộng lớn, với ý thức La Phong mà cũng vẻn vẹn chỉ cảm giác được đại địa vô tận, chứ căn bản không cảm giác đến những tồn tại khác, còn mỗi một viên đất trong đại địa vô tận này đều như một không gian, trong không gian tồn tại vô tận vũ trụ tinh. Một hạt cát một thế giới, một thế giới vô tận vũ trụ tinh. Đây đây là chân diện mục của bản nguyên vũ trụ sao la phong chấn động nhưng mình có khả năng cảm thụ mặt đất rộng tỷ tỷ km e rằng chỉ một phần rất nhỏ của bản nguyên vũ trụ thôi một bộ phận nhỏ mà đã làm cho la phong rung động như thế hai giới cộng hưởng khi thức la phong chính thức tiếp xúc với nơi bản nguyên vũ trụ trong nguyên hạch và thể nội thế giới đồng thời phát sinh biến hóa kinh người trong thể nội thế giới vốn vẻn vẹn chỉ còn lại có lưỡng giới uyên lúc này lại trong nháy mắt thông cả thể nội thế giới và nguyên thủy vũ trụ bản nguyên tri địa đã thông ra một cái thông đạo, bản nguyên năng lượng của vũ trụ, rồi lực thế giới vô cùng vô tận, tràn vào thể nội thế giới, cũng giống như lũ lụt mãnh liệt cuốn đến, cuồng mãnh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn tràn ngập không gian của thể nội thế giới. Phải biết là, thể thế nội giới không gian có đường kính gấp 10 so với lúc trước, nhưng lại vẫn trong nháy mắt bị tràn ngập. Hiển nhiên, đối với nguyên thủy vũ trụ bản nguyên tri địa mà nói, tùy tiện năng lượng phóng thích từ một hạt cát ẩn chứa vũ trụ tinh là đủ để tràn ngập cả thể nội thế giới của La Phong. Thoải mái quá, trong nháy mắt đã có nhiều năng lượng vũ trụ như vậy, nhưng tức là cơ hội như vậy vẹn vẹn chỉ có khi từ cấp vực chủ đột phá tới cấp giới chủ, cũng chỉ một lần cơ hội duy nhất. La Phong thầm than, lập tức không còn suy nghĩ nhiều, dùng ý thức điều khiển cả bản nguyên năng lượng của vũ trụ và lực thế giới tràn ngập thể nội thế giới. Ngưng, đại lục trung ương, kim mộc thủy hỏa thổ, nam đại lục phụ đại lục trung ương đường kính rộng lớn đại khái 500 vạn km đã được hình thành. Còn có 5 đại lục phụ đường kính đại khái 100 vạn km, 5 đại lục phụ hoặc là nóng bỏng, hoặc lạnh giá, hoặc là cỏ cây vô tận, hoặc là kim loại sơn mạch khắp nơi, hoặc là vô tận đai vô tận. 6 đại lục, biển vô tận, ầm ầm Trong thiên địa tự sinh ra hồng thủy vô tận, hồng thủy xuất hiện, tràn ngập hơn phân nửa diện tích thể nội thế giới, diện tích hải vực vượt xa diện tích lục địa. Bên trong đại lục trung ương, có biển trong đất liền. Nhất thời trong đại lục trung ương đường kính đại khái 500 vạn km, ở vị trí trung ương nhất bắt đầu không ngừng sụp xuống, những đất đai hóa thành hư vô, sinh ra nước biển vô tận. Một lát sau, đã sinh ra một biển trong đất liền rộng lớn đường kính ước 90 vạn km, biển trong đất liền đó hoàn toàn là ở giữa đại lục trung ương. Tâm của biển trong đất liền là lưỡng giới uyên. Ừ cực, nước biển cuồn cuộn, lưỡng giới uyên từ từ nổi lên, giống như một hòn đảo đơn độc giữa biển trong đất liền. Trung ương đảo đơn độc là vực sâu vô tận, tựa như lối đi thông tới một thế giới kim loại. Vạn vật vô tận, sinh. La phong để tất cả cho thể nội thế giới tự nhiên diễn biến. Đại lục trung ương, năm đại lục phụ, biển trong đất liền, biển vô tận, toàn bộ đều tự nhiên diễn biến ra rất nhiều thực vật, hoa cỏ, sơn mạch vân vân. Chỉ một lát sau, cả thể nội thế giới đã không khác gì một thế giới chính thức. Thể nội thế giới, thành. Giao giao bản nguyên năng lượng của vũ trụ còn chưa dùng hết nhanh chóng hóa thành vũ trụ tinh trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một núi vũ trụ tinh trên đại lục thể nội thế giới đã ngưng tụ thành công những bản nguyên năng lượng của vũ trụ lực thế giới tự nhiên cũng ngưng tụ thành núi vũ trụ tinh bình thường khi vừa mới bước vào cấp giới chủ đều sẽ gặp gỡ một lần như vậy nhưng giới chủ bình thường căn bản không thể tìm được một hòn vũ trụ tinh khổng lồ như vậy vì thể nội thế giới của những giới chủ ấy nhỏ hơn thể nội thế giới của la phong rất nhiều theo ta được biết, rất nhiều thể nội thế giới của giới chủ có đường kính bình thường trên vạn km. Còn thể nội thế giới của ta thì có đường kính đã trên ngàn vạn km. Thể nội thế giới càng cường đại, càng cần nguyên hạch có sức chịu tải lớn. Thể nội thế giới từ dài rộng 90 vạn km lột xác thành có đường kính trên ngàn vạn km. Nguyên hạch trong cơ thể La Phong một lần nữa phát sinh lột xác mang tính căn bản. Trong quá trình lột xác, nguyên hạch cũng tự nhiên thu nạp rất nhiều khí tức tinh hoa của thể nội thế giới tiết ra đó là một phần rất nhở năng lượng của kim giác giới thạch ầm ầm bên trong nguyên hạch dòng thác tinh thần niệm lực và dòng thác nguyên lực đã hoàn toàn dung hợp dựa theo tiến hóa tự nhiên của trong vũ trụ mênh mông diễn biến thành một viên bản nguyên châu bản nguyên châu khẽ xoay tròn phóng thích ra những sợi tơ vô tận nối liền với nguyên hạch nguyên hạch cũng bởi vậy mà xảy ra thay đổi nguyên hạch từ cấp hành tinh tới cấp vực chủ luôn luôn gần như trong suốt tầng ngoài có hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp phóng thích ra hào kim sắc quang có vẻ rất thần bí nhưng khi bước vào cấp giới chủ nguyên hạch sau khi thu nạp những khí tức tinh hoa của thể nội thế giới khí tức bản nguyên châu khí tức bản nguyên vũ trụ biến thành nguyên hạch nhìn rất bình thường đơn giản không có một chút hào quang đến cả hoa văn màu vàng kỳ bí cũng đã hoàn toàn thu liễm trời là phong chấn động chịu tài nguyên hạch bây giờ đã là thể nội thế giới khổng lồ đường kính ngàn vạn km đáng sợ hơn rất nhiều nguyên hạch của giới chủ đỉnh phong chờ sau khi ta đạt tới giới chủ đỉnh phong vậy nguyên hạch này sẽ tới trình độ nào chẳng trách kim giác cự thú có tam đại bí pháp thiên phú lại có truyền thừa ký ức còn có tuổi thọ thập bội nhân loại nhưng muốn đột phá tới bất hủ vẫn chỉ là số cực nhỏ cảm ứng được sự cường hãn của nguyên hạch la phong cũng hiểu việc đột phá tới bất hủ khó khăn ra sao cho dù bây giờ la phong không phòng ngự để một cường giả chém vào nguyên hạch mình cho dù cường giả đó là giới chủ đỉnh cao cũng không bổ vỡ được đương nhiên La Phong cũng không đặt vận mệnh của mình cho cho người ta bổ. Bước vào cấp giới chủ, thể nội thế giới đã là một thế giới chính thức, không nhất định cần phải thôn phệ kim loại nữa. Giới chủ bình thường đều dùng vũ trụ tinh để thúc đẩy thế giới diễn biến. Lúc trước thể nội thế giới ta khoách trương thì cũng phải dựa vào vũ trụ tinh vô tận trong nháy mắt diễn biến thành. Ta có hai con đường. Con đường đầu tiên, dùng vũ trụ tinh làm cho thể nội thế giới khoách trương. Như vậy, cho dù đạt tới giới chủ đỉnh phong, đường kính thể nội thế giới cũng phải trên 3.000 vạn km. Con đường thứ hai, vẫn dùng tổ hợp kim loại chân quý. Những kim loại ấy thích hợp nhất cho kim giác cự thú. Sau khi được lưỡng giới uyên thôn vệ, năng lượng kim tinh thuần nhất, chân quý nhất sẽ dùng nhập vào kim giác giới thạch, còn năng lượng khác sẽ thúc đẩy thể nội thế giới diễn biến. Sau khi kim giác giới thạch lột xác cũng sẽ có nhiều năng lượng tinh hoa kim giác giới thạch làm ảnh hưởng tới nguyên hạch, làm nguyên hạch mạnh hơn, có thể chịu tải thể nội thế giới lớn hơn nữa. Như vậy cực hạn của giới, chủ đỉnh phong là đường kính thể nội thế giới, trên 9.000 vạn km la phong hiểu rõ con đường đầu tiên dễ dàng hơn một chút rất nhiều kim giác cự thú đều lựa chọn con đường này con đường thứ hai vô cùng khó khăn vì phải đầu tư rất nhiều nhưng cái được của nó là thể nội thế giới lớn hơn nữa thực lực mạnh hơn thần quốc tương lai cũng mạnh hơn kim giác giới thạch không ngừng thu nạp tinh hoa có thể nói là kim giác giới thạch thượng hạng nhất hai con đường một cái dễ dàng một cái khó khăn lựa chọn cái nào trong tháp la phong đang nhắm mắt đứng trước thánh bia đang mỉm cười. Ta tâm trong như gương, thấy rõ tất cả huyễn hoặc, ta tâm như đao, chảm phá tất cả trở ngại. La Phong không có một chút do dự, lập tức đưa ra quyết định ngay. Nếu không có dũng khí dùng thân phận kim giác cự thú đỉnh cao để đột phá tới bất hủ, còn nói cái gì mà trở thành siêu tồn tại vũ trụ chứ? Còn nói cái gì trở thành đại nhân vật đích thực lãnh đạo tộc nhân loại chứ? Ta tin rằng ta có thể làm được. Nhất định có thể làm được. La Phong thầm nhủ. Với tư cách là một thành viên tu tâm được lôi thần, hồng chỉ điểm, hắn vô cùng trọng thụ phương diện tâm nếu như một người đến cả dũng khí khiêu chiến với cửa ải khó khăn cũng không hề có vậy nhất định hắn phải là kẻ vô tích sự còn nếu như đối mặt với vấn đề khó khăn chính thức mà vẫn có tin tưởng và dũng khí mười phần một đường liều mạng không ngừng vượt qua cực hạn hướng về mục tiêu lựa chọn cho dù cuối cùng thất bại nhưng thành tựu cũng sẽ cực cao la phòng lựa chọn đương nhiên là con đường thứ hai rồi lựa chọn phương pháp thôn phệ vô số kim loại để cường hóa thể nội thế giới Kỳ thật La Phong sớm đã mua tổ hợp kim loại mà thời kỳ giới chủ cần rồi, bởi vậy có thể thấy được, tận đáy lòng, La Phong sớm đã quy hoạch chuẩn xác cho tương lai. Năm đó ta là một vũ giả bình thường trên địa cầu, có người nào nghĩ tới ta sẽ trở thành lãnh chúa ngân hà. Khi ta dùng thân phận người mạnh nhất địa cầu tiến vào vũ trụ, thì có người nào nghĩ tới ta sẽ trở thành xếp hạng top 10 trong số thiên tài chiến giữa 1008 quốc gia vũ trụ toàn nhân loại. Có người nào nghĩ tới ta có thể ngay lần đầu tiên tham gia tư cách chiến đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh còn bây giờ rất nhiều người đều cho rằng ta có hy vọng trở thành bất hủ thần linh cấp phong hầu cấp phong vương nhưng có mấy người dám nghĩ ta tương lai có thể trở thành tới cấp độ tồn tại vĩ đại như vũ trụ tôn giả không là phong thẩm nhủ trong mắt hảo quang càng thêm trói mắt cường giả chính thức phải có tín niệm tuyệt đối mạnh mẽ đầu tiên mình dám nghĩ tiếp theo là cố gắng mới có thể thành công nếu trong lòng không dám có mục tiêu làm sao thành công thể nội thế giới thể nội thế giới rộng lớn trên thảo nguyên đại lục trung ương đang có một con tinh không cự thú đen tựa như một sơn mạch liên miên bên cạnh tinh không cự thú còn đứng một la phong ma sát tộc đồ đen kim giác cự thú đột phá tới cấp giới chủ phần thân ma sát tộc đột phá tới cấp giới chủ theo ý thức thúc đẩy vô số vũ trụ tinh vốn hình thành một hòn núi vũ trụ tinh sừng sững nhất thời vỡ vụn hóa thành lực thế giới hùng hồn như hai dòng thác dòng thác lực thế giới không ngừng tràn vào thể nội kim giác cự thú một dòng thác khác không ngừng tràn vào thể nội của la phong ma sát tộc cả hai dòng thác này một cái đại khái to hơn 10 thước còn một cái thì to tới hơn 10 km khách 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 toàn thân kim giác cự thú phát ra các loại tiếng vang sau khi từng tu luyện bí điển vô danh vốn thân thể đã cường đại hơn bây giờ bắt đầu phát sinh lột xác sau khi thôn phệ vô số lực thế giới làm thân thể dần dần lớn lên lần giáp trở nên chặt chẽ hơn nữa thậm chí tầng ngoài lân giáp còn thoáng có một tầng trong suốt trên trán kim giác cự thú bắt đầu sinh trưởng ra cây sừng nhọn thứ năm bốn cây sừng nhọn khác cũng dần dần dài ra ầm ầm phân thân ma sát tộc bên cạnh hoàn toàn biến thành một luồng khí lưu màu đen rồi khí lưu màu đen trở nên càng thêm nồng nặc thoáng thấy giữa dòng khí lưu màu đen có một viên tinh hạch sinh mạng lóe ra chấn động sóng quy luật không gian sáng chói ầm ầm dòng thác lực thế giới to hơn 10 km rồi dòng thác lực thế giới to hơn 10 thước đồng thời chấm dứt. Chiều dài thân thể kim giác cự thú đã đạt tới mức kinh người là 100 km, đôi cánh lân giáp một khi giang rộng ra, của dễ dàng che kín cả một thành phố lớn trên địa cầu, nháy mắt có thể bay quanh một vòng địa cầu. Đối với tồn tại mạnh mẽ cỡ này, tinh cầu thật sự quá nhỏ bé, nơi chúng sinh tồn là trong tinh không vũ trụ. Giao giao, khí lưu màu đen đột nhiên ngưng kết, hóa thành la phong mặc hắc y. Giới chủ kim giác cự thú giới chủ la phong ma sát tộc đều đứng trên thảo nguyên ngao ngô kim giác cự thú ngẩng đầu lên phát ra âm thanh thoải mái chấn động cả thế giới vô tận tuyên bố rằng nó rốt cục đã bước vào cấp giới chủ ha ha la phong ma sát tộc cũng phát ra tiếng cười thoải mái sau khi bước vào cấp giới chủ quả nhiên khác hẳn la phong ma sát tộc có vẻ vui mừng phân thân ma sát tộc vốn có độ phù hợp với quy luật không gian gấp mấy chục lần còn khi tới cấp giới chủ lại có thể tu luyện với cấp độ nhanh hơn nữa bây giờ bước vào cấp giới chủ rồi phối hợp thêm với biên độ tăng trưởng của phân thân ma sát tộc quả thực quả thực ai cũng biết tốc độ tu luyện cấp giới chủ cực nhanh cấp giới chủ chính là thời kỳ thực lực bộc phát cả cấp bất hủ cũng không thể sánh ngang với cấp giới chủ đây cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều cường giả thả ở tại cấp giới chủ rất lâu chứ không vội đột phá tới thần linh bất hủ như lúc đó giới chủ lạc đã ở lại cấp giới chủ rất lâu nhưng bây giờ lại dẫn đến cảnh tuổi thọ gần hết mà bước vào cấp bất hủ trở nên rất nguy hiểm trong thánh bia tháp trống trải trước thánh bia sừng sững nguy nga la phong lặng lẽ đứng một lúc lâu bây giờ rốt cục cũng mở mắt ừm đột phá tới cấp giới chủ rồi có lưỡng giới uyên tương lai khi thi triển bí pháp thiên phú thôn phệ cũng an toàn hơn lúc trước la phong thầm nghĩ kim giác cự thú và phân thân ma sát tộc đều đạt tới giới chủ bậc một vực chủ tới giới chủ là một bước nhảy lớn thực lực gia tăng quả nhiên là ghê gớm không vội tu luyện vạn tâm khống hồn bí pháp đợi sau khi tìm hiểu thánh bia một tháng xong rồi tu luyện nó cũng không muộn, một tháng này không thể lãng phí được. Nói thì chậm, nhưng trên thực tế thời gian thể nội thế giới đột phá, kim giác cự thú, phần thần ma sát tộc đột phá, cũng chưa tới một buổi. La Phong lập tức ngưng thần xem tinh thể thánh bia màu xanh lá nhạt trước mắt. Trên thánh bia sừng sững nguy nga, có đồ hình ác ma gầm khổng lồ. Ác ma có hai sừng cong, cánh chim, đôi mắt tựa như ngọn lửa. Thoạt nhìn vẻn vẹn chỉ là một đồ hình ác ma gầm bình thường, nhưng khi chính thức ngưng thần quan khán sẽ phát giác ra đôi cánh đồ hình ác ma gầm có một hàng lông vũ chung quanh có ngọn lửa xoay vòng mỗi một sợi lông mỗi một cái sừng đều có hoa văn áo giáp cũng có hoa văn kỳ bí tất cả đều huyền diệu không lường được âm um, một bộ phận ý thức của la phong đắm chìm vào đồ hình ác ma gầm còn hơn phân nửa ý thức của la phong của kim giác cự thú và phân thân mà sát tộc thì trong nháy mắt thông qua lực thế giới cộng hưởng lập tức tiến vào vũ trụ bản nguyên chi địa Vũ trụ bản nguyên chi địa thần bí, trung tâm của nguyên vũ trụ, không ai biết nó tồn tại khi nào, nhưng chỉ biết là tới cấp giới chủ, ý thức mới có thể lần đầu tiên tiến vào vũ trụ bản nguyên chi địa. Quá sung sướng, hơn phân nửa ý thức La Phong bị đại địa vô tận hút thẳng vào, rồi tiến vào một hạt cát. Hơn nửa ý thức rõ ràng cảm ứng được các loại bản nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng không gian, thời gian rõ ràng trước đó chưa từng có. Quy luật bản nguyên cũng ẩn trong vũ trụ bản nguyên chi địa thần bí Khi ý thức phủ xuống vũ trụ bản nguyên chi địa Sau này sẽ tiếp cận rất gần với trạng thái quy luật bản nguyên Bởi vì rất gần, do đó cảm ứng mới rõ ràng như vậy Đến cả lúc trước hắn căn bản không hiểu được mộc, thủy, hòa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian Lúc này cũng thấy mức độ rõ ràng cảm ngộ cũng không thua gì lúc mình cảm ứng quy luật kim ở cấp vực chủ Giả thiết cảm ngộ mức độ rõ ràng mộc, thủy Hòa các loại là 100. Vậy thì mức độ rõ ràng cảm ứng quy luật kim đại khái là một vạn, còn mức độ rõ ràng cảm ứng quy luật không gian là 20 vạn. Tốc độ phát triển của cấp giới chủ sao không nhanh cho được. Cảm ngộ quy luật dễ dàng hơn gấp trăm lần. Rất nhiều người khi còn ở cấp vũ trụ, cấp vực chủ căn bản không có cách nào cảm ngộ, sau khi trở thành giới chủ, lại có thể tu luyện tới mức được quy luật bản nguyên thừa nhận, là phong cảm thán cấp giới chủ thật ra may mắn. Lực thế giới là loại sáng tạo ra lực đặc thù. Các giới chủ dùng nó để sáng tạo ra một phương thế giới. Họ dựa vào lực thế giới, vào vũ trụ bản nguyên tri địa. Đại địa vô tận sinh lực thế giới vô tận. Bất kỳ một hạt cát không gian nào cũng đều có vũ trụ tinh vô tận. Nguyên nhân chính là vì có lực thế giới đặc thù, cho nên mới có thể cho ý thức tiến vào vũ trụ bản nguyên tri địa. Một khi đạt tới bất hủ, cấp độ năng lượng một lần nữa phát sinh biến hóa, có lực bất hủ cường đại hơn, nhưng lại không có cách nào đưa ý thức dung hợp với đại địa nữa. Tuyệt nhiên không phải mạnh hơn là tốt, thích hợp nhất mới là tốt. Có lực thế giới là có các loại cơ hội cảm ngộ quy luật, một khi bước vào thần linh bất hủ, rất nhiều người qua ngàn vạn năm, tỷ tỷ năm cũng không thể hiểu được quy luật không gian, một là quy luật không gian càng về sau thật sự là càng khó, khó đến cực hạn, hai cũng là vì cấp bất hủ tìm hiểu, không thể được như cấp giới chủ. Khi còn là giới chủ, có những thiên tài tuyệt thế vẻn vẹn chỉ tu luyện mấy vạn năm, về mặt cảm ngộ quy luật đã có thể sánh ngang với bất hủ thần linh cấp phong vương. Nhưng một thần linh bất hủ bình thường, không ngừng đột phá muốn tu luyện tới cấp phong vương nếu không tới một ức năm thì không thể làm được. Đây là ưu thế. Ưu thế của cấp giới chủ. Cũng có rất nhiều người có dã tâm, đều không muốn tiến vào nhanh vào thần linh bất hủ. Họ muốn ở lại cấp giới chủ cảm ngộ nhiều hơn một vài quy luật, để cho họ một khi bước vào thần linh bất hủ, sẽ có cơ sở rất mạnh, trực tiếp là cấp phong hầu, thậm chí là bất hủ thần linh cấp phong vương. Như siêu thiên tài khoa đế, có thể khi còn ở cấp giới chủ đã đánh chết được thần linh bất hủ cấp phong hầu. Giả thiết hắn không chết rồi đi vào cấp bất hủ vậy một khi bước vào bất hủ sẽ trực tiếp là cấp phong vương trong thể nội thế giới là phong ma sát tộc khoanh chân ngồi tại thể nội thế giới trên viên tinh hạch sinh mạng những hoa văn kỳ bí không gian phức tạp không ngừng chấn động làm ý thức phân thân ma sát tộc cảm ứng được sóng không gian rõ ràng gấp mấy chục lần huyết lạc lực kim giác cự thú cũng khu động huyết lạc lực trên móng chân phải móng chân phải nhanh chóng phát sinh lột xác đồng thời hiện lên một đồ hình đầu thần thú đang gầm huyết sắc là mức độ rõ ràng cảm ứng quy luật kim của kim giác cự thú cũng để cao thập bội. Lúc trước quy luật kim có mức độ rõ ràng là một vạn, quy luật không gian có mức độ rõ ràng là 20 vạn. Còn lúc này, mức độ rõ ràng quy luật kim là 10 vạn, mức độ rõ ràng quy luật không gian đánh giá là trên 20 vạn, vượt qua xa các quy luật mộc, thủy, hòa, lôi điện, ánh sáng, thời gian. Quá mỹ diệu! Vừa cảm ngộ thánh bia đồ hình ác ma gầm, vừa so sánh với quy luật không gian, kim hình thành, tốc độ rõ là La Phong cảm giác được việc tìm hiểu thánh bia quả thực có hiệu quả một ngày bằng 100 năm của cấp vực chủ. Đương nhiên chủ yếu là vì cấp giới chủ đã giúp La Phong tu luyện, nhanh hơn cấp vực chủ mấy trăm lần. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh truyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.